lanh quanh 300 triệu thôi sẽ sở hữu được những con xe nào ở đây. Và em Quang sẽ mời quý anh chị cùng đi theo em Quang để xem những con xe này nha. Thì đối với những cái con xe mà từ 2017 đổ lên đó quý anh chị, em Quang sẽ hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Lanh quanh 300 triệu thôi là đã sở hữu được con xe này rồi. Peugeot 5008 sản xuất 2020. Con xe này Odo mới có 3 vạn thôi, bản alu bản full nhất nha. Cầm theo khoảng 330 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được con xe này. Sorento dầu full rất là đẹp, 270, 280 gì thôi đã sở hữu được con xe này. Chevrolet Trailblazer sản xuất 2019, bản LTZ 2 cầu cao cấp nhất, máy dầu số tự động nhập Thái Lan. Bên siêu thị ô tô Hà Nội em Quang đang tuyển dụng nhân sự, tuyển một bạn nữ làm MC. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389. Và lại là em Quang Béo đây. Hôm nay là ngày thứ tư đúng không? Hôm nay thứ năm, kính chúc quý anh chị có ngày thứ năm thật là vui vẻ và trong công việc thì thuận buồm xuôi gió nha. Nội dung hôm nay em Quang quay cho quý anh chị là cập nhật dàn xe 7 chỗ gầm cao, mái thoáng mà giá thì quý anh chị chỉ cần cầm theo cỡ lanh quanh 300 triệu thôi sẽ sở hữu được những con xe nào ở đây. Và em Quang sẽ mời quý anh chị cùng đi theo em Quang để xem những con xe này nha. Và chúng ta cùng đi thôi, let's go. À quên nữa, bên kia là gara ô tô Hà Nội thì tất cả các xe Quang bán ra sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, bảo hành đầy đủ cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây luôn. Giọng em Quang hôm nay hơi khàn tiếng một tí, quý anh chị thông cảm với em Quang nha. À em Quang nói luôn, em Quang hiện tại là bên siêu thị ô tô Hà Nội em Quang đang tuyển dụng nhân sự, tuyển một bạn nữ làm MC để phụ em Quang nói trong cái vấn đề YouTube như thế này nè quý anh chị. Một mình em Quang thì quý anh chị cũng biết mà, quay thì nói mà cả nửa tiếng chứ có khi một tiếng đồng hồ nói mình không có kiểm soát được cái giọng của mình đó. Lâu lâu nó bị giống như ngày hôm nay nè quý anh chị. Mấy chị nào mà đang có nhu cầu ứng tuyển thì cứ liên hệ ngay cho số hotline bên dưới nha. Nha thì bên em Quang sẽ tiếp nhận hồ sơ trong số hotline luôn. Rồi ok, cảm ơn quý anh chị. Và bây giờ em Quang mời quý anh chị cùng vào bên trong. Thì hiện tại là showroom em Quang đang trống rất là nhiều chỗ, xe 7 chỗ thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà để mà em Quang nói là sở hữu 300 triệu thì một con xe ở đây, những con xe đây đời cao mà 300 triệu thì chắc không sở hữu được. Nhưng mà bên em Quang sẽ có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị nha, lên tới 70% trong 5 năm, ưu đãi lãi suất năm đầu khoảng 12.5 thôi. Thì đối với những cái con xe mà từ 2017 đổ lên đó quý anh chị, em Quang sẽ hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Như chẳng hạn con xe này ở đây đây. Đây là Peugeot 5008 2018 là em Quang hỗ trợ ngân hàng đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Con xe này Odo 6 vạn này đang được em Quang chào bán với mức giá là 795 triệu ha. Và em Quang sẽ bấm máy cho quý anh chị xem. Thì em Quang thường thường là hỗ trợ 70% nhưng mà sẽ là theo giá trị định giá. Thì em Quang sẽ nhân là khoảng 63% là ra cái giá chính xác nhất. Em Quang đây là số tiền mình được vay. Con xe này em Quang đang bán là 795 nè, trừ cho 500 nè, là quý chị chỉ cần cầm heo 295 triệu thôi là đã sở hữu được một con Peugeot 5008 này rồi nha. Bản 2018, bản full có ghế máy xa luôn. Hỗ trợ ngân hàng, việc nhanh gọn lẹ cho quý anh chị nha. Quan trọng là quý anh chị không bị nợ xấu thôi. Còn lại em Quang sẽ hỗ trợ hết cho quý anh chị. Xe đây, Tiến quay sơ xe cho quý anh chị xem nha. Ba đời sóc liền lạc là chủ người ta lên mâm nè. Mâm này là đúng thông số kích thước riêng trong đăng kiểm nha. Nhưng mà kiểu này kiểu Rolls-Royce, khi mà quay cái hình logo sẽ đứng im nha. Bản có ghế máy xa, đây em Quang sẽ cho quý anh chị xem luôn. Ghế tài và ghế phụ chúng ta sẽ có chỗ để bấm nút máy xa ha. Đã được chủ người ta trang bị sàn 5D. Nội thất đồ rất là đẹp ha. Rồi thì do là quý anh chị cũng đã biết là cái giọng của em Quang nói hơi bị khàn tiếng, hơi khó nghe á, thì em Quang sẽ ít nói là một chút xíu, quý anh chị thông cảm cho hôm nay em Quang giọng không được tốt nha. Rồi đây cho quý anh chị xem đằng sau. Hàng ghế của chúng ta là gập bằng nha quý anh chị nha. Cửa gió đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Con xe này là được sở hữu cấp điện luôn. Bánh sơ cua đồ là đầy đủ, bánh sơ cua chưa hạ luôn nha quý anh chị nha.
và đây là cái bọc vô lăng của xe. Thì riêng mỗi cái dòng Peugeot này á, là khi mà mình muốn mua bọc vô lăng thì nó sẽ bị khác một tí nha quý anh chị. Nó không giống như những cái vô lăng bình thường của mình sẽ hay sử dụng nha. Tại nó nằm ngang hai cái phần này là quý anh chị, nó bo nhỏ lại. Rồi mình gặp thì mình gặp bằng bỏ một tấm nệm đi picnic cắm trại rồi cũng là ok. Bánh sơ cua nằm ở phía dưới. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa luôn. Rồi xin nhắc lại, con xe này là Peugeot 508/2018. Em Quang đang chào bán với mức giá là 795 triệu và sẽ còn một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị. Xả lỗ để cho quý anh chị có xe, giống như bán xe cho quý anh chị có xe đi nha. Đó, thu hồi vốn. Và nếu quý anh chị nào mà tài chính yếu yếu, em Quang cũng có thể hỗ trợ ngân hàng. Chỉ cần cầm heo khoảng 295 triệu thôi là có thể sở hữu được con xe này. Rồi, tiếp theo là con này. Con này thì chúng ta sẽ có một cái mức giá cao hơn một chút xíu nha quý anh chị. Đây là Mazda CX-8 bản 2 cầu 2021, màu xanh Kawasaki, odo 25.000 cây, bản premium nha. Con xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 925 triệu nha. Thì mời tiến đi một vòng cho quý anh chị xem, để em Quang bấm ngân hàng cho quý anh chị nha. Rồi, con này quý anh chị chỉ cần bỏ ra một cái số tiền cao hơn 300 một chút xíu thôi. Như quý anh chị cũng vừa mới nhìn thấy nha, ghế da vô lăng đồ rất là đẹp. Con này bản premium nên chúng ta sẽ có la bu nha, đó đầy đủ hết luôn. Ủa, bán này hả? Ok, rồi ok, thông quý anh chị thông cảm ha, xe hiện nay cũng vừa mới nhận cọc luôn rồi. Rồi đó, xe đã bán ha. Nhưng mà cái con xe này á thì nếu như mà để sổ cái con xe này giá 925 triệu là em Quang đang bán ra. Thì quý anh chị là mà tài chính yếu á, em Quang sẽ có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị luôn nha. Cái giá xem em Quang đang tính cái giá xem cho quý anh chị đối với những con xe khác nha. Còn xe này là em Quang không nhận cọc nữa nha. Quý anh chị cần bỏ ra 345 triệu thôi là đã sở hữu được con xe này. Hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% trong 5 năm. Rồi, xe này cũng đã nhận cọc luôn rồi nha quý anh chị. Ở đây nếu mà quý anh chị muốn, em Quang đang còn một con premium 2020, màu trắng, bản một cầu. Con xe này á, là hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 799 triệu thôi. Thì cái giá nếu mà mình hỗ trợ ngân hàng thì cũng xem với con Peugeot kia nha. Quý anh chị chỉ cần đưa trước khoảng tầm lanh quanh 300 triệu thôi là đã sở hữu được con xe này rồi. Đó, nội thất đồ rất đẹp. Bản premium một cầu nha quý anh chị nha. Ghế da đồ, nội thất vô lăng đồ rất là đẹp. Máy xăng số tự động 2.5 đã được chủ người ta trang bị sàn 5D. Rồi ok, mình lại tiếp tục đi thôi. Có hút kính và bu đầy đủ hết. Đây cho quý anh chị xem đằng sau. Có cả rèm che nắng, dán phim cách nhiệt có rèm che nắng luôn. Rất là hay ho. Một trong những cái chi tiết mà các chị em phụ nữ rất là thích nha. Rồi ok quý anh chị, cho em vài phút nha. Tại sao xe đang mở đèn đây? Đây quý anh chị đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh ốc xe, ốc cớp nha, rất là đẹp. Xung chỉ là nguyên zin hết. Rồi một lần nữa xin nhắc lại, tất cả các xe ở đây Quang sẽ cam kết cho quý anh chị không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước vào động cơ, số nguyên zin. Đó, chỉ cần cầm 300 triệu thôi là đã sở hữu được, khoảng lanh quanh 300 triệu là đã sở hữu được một con Mazda CX-8 Premium 2020 bản cao cấp nhất một cầu nha quý anh chị. Rồi mời quý anh chị qua bên đây. Như quý anh chị em đang thấy là ngoài đang có một con Mazda CX-8 tiếp tục đây. Con này thì là 2022 form mới, bản luxury, nhưng mà có cửa sổ chờ nha quý anh chị. Đây, mặt ca lăng mới luôn, rất là đẹp ha. Ba đờ sóc liền lạc hết. Con xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 928 triệu nha quý anh chị nha.
quý vị cũng cầm theo tầm khoảng 350 triệu thôi đã sở hữu được con xe này, bản Luxury CX8 mà có cửa sổ trời. Mời quý anh chị cùng vào bên trong nội thất xem nha. Lên cái bản Luxury form mới này, quý anh chị sẽ được bổ sung thêm âm thanh giải trí là Bose, còn form cũ là không có. Ghế da đồ rất đẹp, odo 19.000 cây, máy xăng số tự động 2.5. Rồi, và cái sự khác biệt trên form mới này chúng ta chỉ có đó chính là trên con Luxury này nha, là chúng ta sẽ có âm thanh giải trí là Bose nè, chưa cui siêu luôn nè quý anh chị, chưa bóc siêu luôn. Có cửa sổ trời và mặt ca lăng mới. Đó, xe bánh xe cua chưa hạ luôn, rất là đẹp. Được cải tiến lại khói động cơ, lên Sky Active G ha, có một cái chữ G. Rồi đó, ốc cốp đồ rất là đẹp. Mức độ tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 lít cho 100 cây đồ cũng hợp thôi. Rồi một con xe vừa mới về rất là hay đây. Đâu rồi Tiến ơi. Peugeot 5008 sản xuất 2020. Con xe này odo mới có 3 vạn thôi, bản alu bản full nhất nha. Hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 915 triệu. Bớt cho quý anh chị còn 868 triệu nha. Con xe này quý anh chị chỉ cần cầm theo khoảng 320-330 triệu thôi là quý anh chị đã sở được con xe này. Em Quang sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị. Đây, giờ mua xe 7 chỗ mà sang trọng rất là dễ dàng, rất là rẻ ha. À, ngân hàng thì em sẽ làm cho quý anh chị là TB Bank, VB Bank hoặc là Bắc Á nha quý anh chị. Tùy theo quý anh chị muốn lựa chọn cái nào, nhưng mà em sẽ tư vấn cho quý anh chị về cái ngân hàng làm nhanh nhất và sẽ lợi thế nhất cho quý anh chị ha. Tùy theo hồ sơ của quý anh chị như thế nào. Rồi, như quý anh chị đang nhìn thấy đó chính là nội thất bên trong của xe, odo 3 vạn rất là đẹp. Mức độ tiêu hao nhiên liệu con này là 9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp, máy xăng 1.6 turbo. Con xe này là cúp điện, là đây là có cúp điện luôn, có cả đá cốp luôn. Mang biển số thành phố nè, 31948, tài nhất, vĩnh cửu, 4 mùa phát nha quý anh chị, rất là đẹp. Có cả cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết. Xe 7 chỗ mà, y chang con màu xanh lá cây kia. Mà con xanh lá cây kia là 2018, còn con này là 2020. Xin nhắc lại đây đều quan chào bán với mức giá là 868 nha. Quý anh chị dân cầm theo khoảng 320-330 thôi đã sở hữu được con xe này. Rồi ở đây Kia Sorento dầu full, Sorento dầu full sản xuất 2020. Hiện tại đang đều quan chào bán với mức giá 735 triệu ha. Chỉ có 735 triệu thôi. Quý anh chị dân cầm theo khoảng 270-280 gì thôi đã sở hữu được con xe này. Đây, Sorento dầu full rất là đẹp. Con này hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 735 triệu, odo 8 vạn nha. Đây mời Tiến quay một vòng cho quý anh chị xem đi. Lớp rồi còn rất là sâu, rất là đẹp. Đây, cho quý anh chị xem bên trong đi. Vô lăng đồ, quý chị nhìn thấy không, xe 8 vạn nhưng mà nội thất bên trong rất là đẹp ha. Em quay chơi toàn xe đẹp thôi. Xe odo nhiều nhưng mà phải chức xe đẹp thì mình mới chơi. Còn xe mà không đẹp là em quay sẽ không chơi luôn nha. Máy dầu nha, máy dầu bản full số tự động. Có cửa sổ trời panorama đầy đủ hết. Cửa gió đằng sau nè, hiện tại thì đang gặp ghế gặp bằng nè. Cho quý anh chị nhìn thấy luôn là mình có thể bỏ một tấm nệm để mình đi picnic cắm trại hay đi đường xa rồi cũng rất là ok. Cái con này á, cái form này nha quý anh chị, là form này sẽ không có cúp điện nha. Cho dù quý anh chị có mua bản full sẽ không có cúp điện. Quý anh chị nào mà hỏi em quay là tại sao thấy có mấy xe có cúp điện đó là cúp lên nha. Chứ dòng này đời này không có cúp điện, chỉ có form mới mới có cúp điện thôi. Rồi, Tiến qua bên đây cái Tiến. Quý anh chị nhỉnh lên khoảng chút xíu nữa, khoảng lanh quanh 400 triệu quý anh chị sẽ sở hữu được một con Kia Carnival. Đây, máy dầu Signature bản full sản xuất 2022 đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 450 triệu nha. Và con này em Quang có thể hỗ trợ ngân hàng lên tới khoảng 850 triệu, 880 triệu nha quý anh chị nha. Thì con này quý anh chị phải đưa đâu trước và khoảng 500-600 triệu. Thì cái con xe này nó không có nằm ở trong cái mức giá ngày hôm nay, nhưng mà em quay hơn ngoài là một tí để quý anh chị nào mà đang có nhu cầu thì em Quang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị luôn. Đưa trước khoảng 600-700 triệu thôi là đã sở hữu được con xe này. Đó,
Signature máy dầu bản full 7 chỗ, rất là ngon. Odo chỉ mới có 13.000 cây thôi. Rồi con này máy xăng, hiện tại đây được quan trọng, mức giá là 1.660.000.000 nha. Quý anh chị thì con này hỗ trợ ngân hàng lên tới được khoảng 900 triệu, 900 ba nha quý anh chị. Đó. Rồi, con này là Acura MDX. Con xe này là 7 chỗ nhưng mà con này giá rất là rẻ. Giá chỉ hơn 400 chút xíu thôi. Con xe này là không hỗ trợ ngân hàng được nha. Hết thời hạn để hỗ trợ ngân hàng rồi. Acura MDX Sport 3.7 2 cầu sản xuất 2008 và đang được em Quang chào bán với mức giá là 445 triệu thôi. Xe rất là đẹp ha, bảo hành đầy đủ cho quý anh chị chơi dòng này luôn. Phụ tùng phụ kiện thì quý anh chị cứ yên tâm, em Quang sẽ đặt cho quý anh chị ha. Em Quang có gara mà, đặt thoải mái cho quý anh chị. Đó, cho quý anh chị nhìn nội thất của xe ha, rất là đẹp. Vô lăng cần số đồ còn cũng khá là mới. Máy xăng số tự động 3.7 chạy rất là ngon, giá nóc đầy đủ hết, là bể bước nè. Giá thì chỉ ngang ngửa một con Kia Morning, một con i10 bản giữa thôi, bản số tự động bản giữa thôi nha. Cửa gió đằng sau đầy đủ hết luôn. Đằng sau chúng ta sẽ có thêm hai cái ghế nữa ha. Đây ba đợt sóc liền lạc hết nha quý anh chị, ba đợt sóc liền lạc hết. Rồi xin nhắc lại, đây là Acura MDX Sport 3.7 sản xuất 2008, em Quang máy xăng số tự động, đang được em Quang chào bán với mức giá là 445 triệu nha. Quý anh chị nào mà có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em Quang. Rồi tiếp theo đây một con Kia Sorento, con này thì quá rẻ. Máy xăng tiêu chuẩn, con xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với một cái mức giá chỉ có 650 triệu thôi, sản xuất 2020, Odo 25.000 cây nha. Đây tiếng quay một vòng cho quý anh chị xem. Máy xăng tiêu chuẩn số tự động nha quý anh chị, 2.4 chạy rất là ngon, ba đợt sốc liền lạc có luôn. Odo 25.000. Thì trong quá trình tiến cho quý anh chị xem xe thì em Quang sẽ bấm ngân hàng cho quý anh chị ha. 650 triệu thì quý anh chị sẽ đưa trước bao nhiêu để lấy xe này? Rồi con này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ được khoảng 400 triệu nha quý anh chị ha. Quý anh chị chỉ cần cầm theo khoảng 250 triệu thôi, cộng với tiền ra tên là sẽ ra được, sẽ lấy được con xe này về nha. Đây, như quý anh chị đang nhìn thấy ha, ghế da nội thất đồ rất là đẹp ha, 25.000 cây. Rồi, xin nhắc lại đây là xăng tiêu chuẩn nha, nên chúng ta sẽ không có cửa sổ trời panorama. Mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng rất là ok ha, chỉ có 8 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi nha quý anh chị. Đây cho quý anh chị xem, cốp kiết đồ đã được chủ người ta trải sàn Simili nè. Ở đây chúng ta có thể gặp bằng như cái con màu đỏ lúc nãy luôn. Cửa gió đằng sau tuy là bản thiếu nhưng mà cũng có cả cửa gió đằng sau, và đã được chủ người ta bọc trần ni lông ha. Ốc cốp đồ rất là đẹp. Đó, sùng chỉ là nguyên zin hết, những cái vết bấm robot là không cần phải bàn cãi rồi. Rồi xin nhắc lại, đây là Kia Sorento, máy xăng tiêu chuẩn, giá 650 triệu, sản xuất 2020, Odo 25.000 cây. Rồi mời quý anh chị vào bên trong đây. Có con xe này hơi ngoài lời một chút xíu ha, con xe này thì em Quang sẽ không hỗ trợ ngân hàng được, nhưng mà đây là một trong những con xe 7 chỗ, máy dầu gầm cao, máy thoáng, giá rẻ, bản 2 cầu luôn. Chevrolet Trailblazer, sản xuất 2019, bản LTZ 2 cầu cao cấp nhất, máy dầu số tự động nhập Thái Lan. Con này hiện tại đang được em Quang chào bán một cái mức giá chưa tới 700 triệu, chỉ có 685 triệu thôi quý anh chị. 685 triệu, mâm phay nè, lớp liếc đồ rất là to. Nội thất bên trong thì rất là nhiều đồ chơi ha. Đây tiến cho quý anh chị xem đi. Dòng này thì ngân hàng là người ta sẽ không hỗ trợ ngân hàng nữa nha quý anh chị ha. Thì hình như là còn TV băng thì phải. Để em Quang nhớ coi, nếu như mà có hỗ trợ thì em Quang sẽ để dưới phần mô tả cho quý anh chị nha. Đó. Đây, màn hình thì có Apple CarPlay, Android Auto, Auto đèn và có cả chỉnh cầu đầy đủ hết. Rồi giờ cảnh báo lịch làng, cảnh báo va chạm đầy đủ nha quý anh chị ha, không thiếu cái gì ha. Đã được dán phim cách nhiệt nè, về che mưa nè. Con này là máy dầu. Đó. Đây cho quý anh chị xem đằng sau.
máy dầu gầm cao, máy thoáng. Đó, rất là đẹp. Có cả cửa gió đằng sau luôn. Rồi, con này hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 685 triệu nha quý anh chị. Cảm biến lùi, camera lùi. Đó. Rồi, Chevrolet Trailblazer, xe Mỹ nhưng mà nhập Thái Lan. Rất là ngon ha. Phụ tùng phụ kiện thì quý anh chị cứ yên tâm ha. Nếu như mà bên hãng VinFast người ta không hỗ trợ phụ tùng phụ kiện, nên quay sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nhập hàng về nha. Rồi mời quý anh chị cùng ra ngoài đây. Ở đây thì cập nhật giá hai con này đi. Em quay cập nhật giá mới hai con này. Em quay đang đứng giữa hai con Range Rover Autobiography. Còn bên trái là máy xăng số tự động 5.0 Supercharged, sản xuất 2013 bản 2 cầu. Con này hiện tại em quay đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 050. Nay bớt cho quý anh chị còn 2 tỷ 790 thôi nha quý anh chị, 2 tỷ 790 thôi. Đó, quý anh chị mà có nhu cầu thì cứ đến xem xe nha, quay sẽ có mức giá ưu đãi tốt hơn. Bên tay phải em quay là Autobiography máy dầu 4.4. Con này hiện tại đang được quay chào bán với mức giá là 3 tỷ 450, bớt cho quý anh chị còn 3 tỷ 1 thôi. Cập nhật giá một số xe mới về. Đó, biển số thì rất là đẹp. Con xe này mua thì tặng biển số cho quý anh chị luôn. Đó. Rồi mời quý anh chị qua bên đây. Có con này là Kia Sportage, con này là 5 chỗ gầm cao CUV. Con này là bản X-Line Signature cao cấp nhất, máy 2.0, máy xăng, số tự động, Euro 15.000 cây và đang được em quan chào bán với mức giá là 928 triệu nha quý anh chị nha. Xe rất là đẹp luôn, ba đời sóc liền lạc hết, mâm là không chạy xước gì hết nha. Đây mời quý anh chị vào bên trong xem. Con xe này hiện tại đang bị bấm khóa cửa bên đây rồi, em quay không mở được. Thì mời quý anh chị xem nội thất đi. Đó, rất là đẹp ha, vô lăng, tuần số rồi không cần phải bàn cãi rồi. Đó. Rồi, quý anh chị đợi em quay xíu nha, để em quay bấm mở cửa coi được chưa. Rồi, ok. Bên kia quý anh chị có thể bấm cửa cho bên đây luôn. Đây, vô lăng đồ rất là đẹp, tần số nè, driver mode đồ đầy đủ hết ha. Rồi, mời Tiến ra đằng sau. Tiến ơi, có cả cửa gió nè quý anh chị, và con này thì 5 chỗ, quý anh chị có thể ngã cái ghế ngược ra đằng sau rất là thoải mái ha. Đó, sàn simili đồ, cốp thì khoang cốp rất là rộng luôn. Đây cho quý anh chị xem khoang cốp. Đây quý anh chị nào mà thích đi ít người mà ngồi rộng rãi thì đây là một trong những sự chọn hợp lý ha. Con xe này như cái con Mazda CX-8 kia thôi. Em quay hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% như là những cái con kia. Cầm theo khoảng 340 triệu thôi đã sở hữu được con xe này ha. Đó, ngân hàng thì làm nhanh cho quý anh chị. Trong vòng 3 cho tới 4 ngày là sẽ có thông báo cho vay, không tính thứ bảy chủ nhật. Đó, rồi cuối cùng là con xe này. À, nhắc lại giá con này cái đi. Kia Sportage X-Line Signature cao cấp nhất 15.000 cây, sản xuất 2022, máy xăng số tự động. Đây được quan chào bán với mức giá là 928 triệu nha. Rồi kế đây là con Kia Sedona máy dầu bản full, sản xuất 2021. Con này thì odo là 35.000 cây nha quý anh chị, và đang được em quan chào bán với mức giá là 999 triệu ha. Xe này em sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới đâu đó là khoảng 650 ta, khoảng 650, 670 gì đó tầm đó. Thì quý anh chị chỉ cần đưa chứa khoảng loanh quanh 350, 380 thôi là đã sở hữu được con xe này ha. Máy dầu full. Đó, rất là đẹp. Odo 35.000 cây. Cửa lùa, cốp điện, cửa lùa điện đầy đủ hết. Con xe này là một trong những con xe mà quan phải nói thật là đi xa rất là ngon nha quý anh chị nha. Đó, vô lăng tuần số đồ là nguyên hết cho quý anh chị luôn. Rồi cho quý anh chị nhìn đằng sau. Cốp điện nè, đó, đã được chủ người ta trang bị sàn 5D nè. Đồ nghề thì sẽ nằm bên đây.
đồ nghề đầy đủ hết, không chỉ riêng con xe này nha mà tất cả các xe nói chung thì đồ nghề em sẽ luôn luôn bao cho quý anh chị cứ yên tâm ha. Xe đầy đủ hai chìa khóa hết luôn nha quý anh chị. Rồi, ok. Và đây là những cái con xe mà em Quang cập nhật cho quý anh chị hiện tại đang nằm trên showroom. Những con xe 7 chỗ nè, những con xe gầm cao, máy thoáng nè, máy xăng, máy dầu đầy đủ hết nè. Mà quý anh chị chỉ cần cầm theo khoảng loanh quanh 300 triệu, hơn 300 triệu, khoảng 300 rưỡi đổ về thôi là có thể sở hữu được những cái con xe 7 chỗ như thế này ở đây. Và cập nhật một chút về những cái con xe sedan đi. Đây cập nhật một vài con xe mới. Đây, không phải là mới mà là điều chỉnh lại một chút xíu. Kia K5 GT Line bản cao cấp nhất 2022, logo mới luôn, máy xăng 2.5. Con xe này quý anh chị nào mà theo dõi em Quang thì cũng đã biết con xe này em Quang bán là 975 triệu, bớt còn 955, bớt còn 935, nay bớt xuống cho quý anh chị là còn có là 890 triệu thôi nha quý anh chị ha, chỉ ở 890 triệu thôi là sổ được con xe này nha. Rồi ở đây thì có những con xe thì bữa giờ em Quang cũng đã quay hết cho quý anh chị rồi, BMW Optima đồ. À hôm trước có anh hỏi em Quang con xe này là có bán xả lỗ cho mấy, có bán xả lỗ không? Có luôn nha quý anh chị. Anh nào mà thích con dòng này thì cứ đến siêu thị ô tô Hà Nội nha, sẽ có mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị luôn. Phân khúc D nhưng mà giá ở phân khúc C thôi, 648 triệu sẽ sở hữu được con xe này nha quý anh chị ha. Bản Luxury 2021, Odo 29.000 cây nha. Đó, giá thì sẽ có bớt giá cho quý anh chị nha. Và ok, thì chắc là thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, thì hôm nay cũng xin kết thúc video tại đây đi. Nếu mà quý anh chị thấy video này hay cho em xin một like, một share như một lượt đăng ký, nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã ráng nghe em Quang, giọng em Quang hơi đau, ráng nghe nói hết những cái con xe trong video ngày hôm nay. Rồi xin một lần nữa cảm ơn quý anh chị. Và địa chỉ bên Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn. Tại lý chính của em Quang là nằm ngay Sài Gòn nha. Và bên kia là gara ô tô Hà Nội, tất cả cái xe bán ra cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Bye bye. I'm so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart.